Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Hôm nay thì cũng là ngày phát cơm ở bệnh viện Chợ Rẫy, thì Tuấn Dương có hẹn chú Võ Văn Bé Ba tới. Thì hàng ngày thì chú cũng vẫn có đi bán vé số để trang trải cái cuộc sống. Ngoài ra thì chú cũng còn đi xin tiền mà bà con cô bác ai có lòng thương thì sẽ giúp đỡ chú một chút, thì mình cũng có hẹn chú tại đây. Bây giờ mình sẽ trò chuyện với chú. Rồi, con chào chú. Rồi, chú đi thế có mỏi không? Sáng đi mỏi lắm. Dạ. Thưa vậy thì bây giờ hàng ngày thì chú làm những gì? Bán cho chú Tỉnh nhà để sống nhờ cơm của chú Tỉnh nhà cho nè. Dạ. Thưa chú là bây giờ thì một ngày chú bán nhiêu tờ vé số? Bán được 100 tờ. 100 tờ, hôm nay chú bán hết chưa? Còn. Còn bao nhiêu tờ thế chú? Mấy tờ. À, vẫn còn mười mấy tờ. Mà mình bán từ lúc nào? Bán sáng sớm đi bán rồi. Sáng sớm đi bán. Thường là bán đến mấy giờ thì xong thế chú? Tới chiều bán, chập chiều chừng tiếng rưỡi, 2 tiếng hồi vậy đó. Đi về rồi sáng bán tiếp. Sáng bán. Tới chừng 2 giờ về. Rồi chú cho hỏi là sao đợt rồi không thấy chú tới lấy cơm là sao? Mấy hôm trước đi ngang cái trễ. Dạ. Rồi có về quê hay là đi đâu không? Có về quê, mấy sáng nửa tháng. À, chú về nửa tháng, đúng rồi, hèn chi mà không thấy chú. Vậy về quê thì tình hình bà mẹ chú bà ở quê sao? Giờ bà yếu quá rồi. Bà năm nay chú nói là nhiêu tuổi ta? 102 tuổi. 102 tuổi. Còn chú bao nhiêu tuổi? Tuổi năm nay 66 rồi. 66. Vậy. Bây giờ là chú vẫn ở trọ hay là sao? Dạ. Giờ chú vẫn ở trọ hay là sao chú? Dạ, ở trọ. Thì thưa chú là hôm nay cái số tiền này thì cũng nhận từ mấy hôm trước rồi, nhưng mà không có gặp chú. Thì có cô Lan và chú Nam ở Na Uy. Chú con gửi cho chú số tiền này là 3 triệu, 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu. Đấy, cái này của cô Lan và chú Nam ở Na Uy có nói với con là có gặp chú bé Ba đó, thì gửi biếu chú một chút tiền. Vì thấy cái thương tật của chú thì cũng khá là nặng, mà bây giờ cũng vẫn còn vất vả lo cái cuộc sống hàng ngày, rồi lo cho bà mẹ già ở quê nữa, nên là cô chú rất là thương. Nói là tìm cách để gặp chú để trao cái món quà này cho chú. Thì chú nhận được cái món quà này thì con hỏi là ví dụ mỗi ngày chú đi chú bán vé số kiếm được có 100 ngàn, bây giờ người ta có người biếu chú 3 triệu là bằng cả tháng chú đi bán vé số, thì chú cảm thấy sao? Cảm thấy mừng lắm chứ. Dạ. Về cũng giúp được, sống được thời gian để mua thuốc rồi cho bà già rồi cũng đỡ. Dạ. Tôi cũng thành là cảm ơn cô Lan và chú Nam. Cô Lan và chú Na ở bên Na Uy. Dạ. Thành là mạnh giỏi, chúc cho sức khỏe rồi giàu. Dạ. Vâng. Bây giờ chú cất tiền đi thưa chú. Rồi. Ôi để túi thế nó có sợ rớt không? Túi sâu. Túi sâu. Rồi cái chân này thì không có lót gì đúng không? Không có lót. Không chân có lót gì à? Để trên cái ghế rồi. Đâu? À nó lòi, thì còn cái chân kia thì là chú bó cái này lại lên cho đừng đau. Chân này là vẫn còn đến qua khớp gối đúng không chú? Còn cái đầu gối. À còn cái đầu gối. Mới chổi đi được. Nhưng mà cái này là chú lấy cái vỏ cái ruột xe đúng không? Dạ, cái ruột xe. Lấy cái ruột xe, mấy cái bao xốp chú lót vô. Cho nó đừng có đi cắn đá sỏi rồi nó đau nha. À. Mấy cái kim rồi nó đâm, nhiều khi nó đâm vô. À kim đâm vô vẫn còn thấy đau. À, giờ ké không nó nằm đây. Vâng. Thế tại rồi. Tại dạ. Vì mình đi đụng vô mấy cái sắt rồi đó. Vâng. Nó thành ké. Vâng. Ké nằm ở trong này nè, nhóc luôn. Ồ, còn đó thế nữa. À. Thế rồi cái tay này là bị sao mà nó lại cứ từng lại sẹo tùm lum thế này? Té, cái này là té xe té hoài à, đi không có vững nó, cái mình chở cục đá gì cái mình nhủi đầu hoài rồi nó quẹt cái nó lâu lành. À. Tại vì mình đi ngoài đường dơ bụi rồi đó. Vâng. Lâu lành nó nhiễm trùng hoài. Vâng. Còn cái này thì giờ nó còn cái mạch lương. Vâng. Mạch lương, mạch lương nè. Để tôi tháo ra chứ. Vâng. Ồ. Nè. À. À, nó lành vậy chứ, uống thuốc lành vậy chứ, nó khét ra ở trong này. Dạ. Lâu lâu có mủ. Vâng, à, lâu lâu rồi có mủ. À, có mủ, nó nằm nó sâu vô trong này nè. Mình vâng. giái vô rửa. Vâng. Thọc nó vô nè, nhức dữ lắm. Vâng.
này còn cái màn đại dân lắp ở ngoài vậy thôi chứ cười ra nền lỗ Trung Quốc cơ. À vậy à. Cái này không có cách gì khác chế cái nào cho nó mấy cái này nó ké nè, mấy một cục này. Cái ý là con nói là chú không có gì chế vào cho nó êm hơn cái chân ấy. À, có không có chế được. Đấy, nhưng mình nhờ vớ nè, mình mang vô 2-3 vớ chiếc cho nó dày dày. Mang 2-3 chiếc vớ vô cho nó dày hơn. Rồi, cái tâm nó đâm. Rồi sao cái tâm lại đâm vào đó luôn? Nó đâm dữ lắm, nó đâm tâm rồi nó đâm vô nhiều khi nó thành ké hết trơn luôn. Như là nó còn nằm ở chổng đó, nhiều khi nó mấy cái bà vớ rồi đó vậy. Nằm ở chổng đó cái này hồi trước xe lăn đó dạ. Xe lăn tay hồi trước chưa cho cái xe này nè vâng, là đi xe lăn tay á là bị quẹt cái té đó, rồi cái nó cài lên trước luôn cài lên nát cái tay rồi lên trên luôn. Vậy là phải đeo hai cái vớ à, không, sao không còn cái đôi vớ nào nó mới hơn à? Chú xem có tiền rồi bây giờ chú mua một hai đôi vớ nó chắc hơn đi, xong rồi làm cái mút xốp hay cái gì đấy cho nó. Mút xốp thì nó dày quá đi, nó lật ngang à, mút xốp thì lại dày. Cái đó là lấy cái ruột xe cắt ra. Chú là có bảo hiểm y tế không? Chưa có. Bây giờ hết hạn rồi. Bây giờ với cái số tiền này thì tôi đi mua trước cái bảo hiểm đi. Dạ. Chú mua bảo hiểm để lỡ lỡ có bệnh gì thì có cái mà mình khám chữa bệnh. Còn còn có khó khăn gì thì cứ nói con để xem nhờ các cô chú giúp thêm. Bảo hiểm là bao nhiêu tiền chú? Cỡ triệu chứ chắc cỡ cả triệu đúng không? Dạ. Thì bây giờ với 3 triệu đấy chú cứ mua cái bảo hiểm đi chú. Dạ, mua. Bây giờ chú mua được cái bảo hiểm, bữa nào chú cho con xem thì có cô bác khác thì con mới giúp chú nhá. Dạ, dạ. Thì chú phải mua cái bảo hiểm đi, cố gắng mua lấy cái bảo hiểm vì mỗi lần tiền thuốc nó nhiều lắm. Dạ, còn dạ, trong cuộc sống cứ có khó khăn gì thì cứ nói con, thì con nói các cô chú mỗi người một chút giúp đỡ chú cho chú bớt khó khăn. Dạ. Chứ con nghĩ là một ngày nếu mà chú bán vé số 100.000 thì cũng không có được... quá nhiều tiền đâu, cũng chỉ đủ sống bình thường thôi, tạm đủ còn... sống thôi. Còn thuốc men rồi còn rồi. Bà mẹ ở dưới quê nữa thì cứ thiếu trước hụt sau vì giúp chú bây giờ có phải bây giờ mới giúp đâu, mấy năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhờ vậy mới sống tới ngày nay. Dạ, dạ dạ. Rồi, thôi bây giờ chú thu xếp rồi chú về nghỉ sớm đi dạ. Chú. Dạ. Dạ. Thôi xin chào cô chú. Dạ. Vâng. Rồi con chào chú. Thì để có ai giúp đỡ chú thêm thì con sẽ liên lạc với chú nhá. Con cứ lại đây lấy cơm ăn. Dạ. Vâng. Dạ dạ rồi, con chào chú đi. Đây chú phải đậu xe sát vào phía bên trong hẻm này để không có ảnh hưởng tới ai. Và khi đi thì các bạn nhìn là chú phải dùng cái đầu gối chống xuống rồi một cái phần khớp kia gếch lên cái ghế và một tay. Thế còn lúc lên xe đây các bạn thì cũng hết sức là khó khăn. Đó. Gếch lên đu sau đó lấy tựa vai vào bên này. Đó. Tựa vai vào. Sao bây giờ sức khỏe yếu rồi không bỏ thuốc lá đi, còn hút thuốc lá chi nữa chú? Hút lắm, giờ hết rồi, bỏ nhiều và rồi. Bỏ đi cho có sức khỏe chứ lắm. Giờ còn hút nhiều chứ giờ còn điếu hay điếu gì. Dạ dạ, lúc nào thèm quá thì hút thôi chứ thấy sức khỏe chú yếu thế mà chú lại hút thuốc lá nữa thì đâu có. Chủ yếu là mình kiếm mua loạn nên còn giờ thuốc lá bỏ rồi. Vâng. Mang cái khẩu trang đấy đây để con cho chú cái khẩu trang mà chú bỏ đi chú, nhưng mà mang về nhà dục. Cái khẩu trang của chú thấy nó sờn quá rồi. Đây, chú biếu chú cái khẩu trang chú đeo vô cho nó đẹp trai chứ. Đó. Còn cái kia chú về chú giục thùng rác nhá. Rồi, cảm ơn. Rồi, thế chú đi đi ạ. Dạ rồi.
Chúc chú nhiều sức khỏe. Và rồi chú đi đi. Dạ. Số lùi rồi số tiến. Đó. Rồi Tuấn Dương cũng xin dừng video clip này tại đây. Cảm ơn hai cô chú ở Na Uy đã thương tặng chú bé Ba.